Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều điểm khu vực xử lý rác thải bị quá tải, tồn lưu rác trong nhiều năm làm ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường. Ngay sau khi nắm bắt được thực trạng này, các địa phương đã tập trung xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn lưu, bảo đảm công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường theo tinh thần chỉ thị số 17. Nhà máy xử lý rác thải huyện Yên Dũng được triển khai lắp đặt từ tháng 5 năm nay. Nhà máy này có công suất xử lý rác 100 tấn một ngày đêm và được áp dụng công nghệ nhiệt phân trong môi trường chân không. Đến nay, nhà máy lắp đặt đạt khoảng 90% và dự kiến vào cuối tháng 10 này sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm. Hiện tại, công ty chúng tôi đang thực hiện chương trình xử lý rác thải cho huyện Yên Dũng. Thì là bây giờ đến giai đoạn còn nhà máy chuẩn bị hoạt động khoảng 90%. Hiện tại công suất nhà máy sẽ đạt độ khoảng tầm 100 tấn trên một ngày đêm. Và coi như là sẽ có thể đảm bảo được xử lý rác toàn bộ hệ thống rác thải của cả huyện Yên Dũng, đảm bảo hệ thống công suất. Huyện Yên Dũng là một trong những địa phương có lượng rác thải quá tải, tồn lưu tại bãi xử lý rác với khối lượng khoảng 20.000 tấn. Việc sớm đưa nhà máy xử lý rác theo công nghệ mới này đi vào hoạt động là một trong những giải pháp được địa phương kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng tồn lưu rác. Trên cơ sở cái lượng rác, đánh giá lượng rác tồn lưu như vậy thì doanh nghiệp cũng đã xây dựng kế hoạch và lắp đặt cái hệ thống xử lý rác không phát thải trên địa bàn huyện Dũng. Dự kiến cái công suất xử lý nó khoảng độ 100 tấn trên ngày. Thì theo nhận định đánh giá của cơ quan chuyên môn thì trong khoảng thời gian từ khoảng độ 4 đến 5 tháng sẽ xử lý được hết toàn bộ cái lượng rác tồn lưu trên địa bàn huyện Dũng. Khu vực xử lý rác thải tập trung thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được hình thành cách đây hơn 20 năm. Lượng rác thải tồn lưu phát sinh ước tính hơn 19.000 tấn. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành giai đoạn 1 và xử lý xong khoảng 15.000 tấn rác, đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 để xử lý dứt điểm lượng rác còn tồn lưu. Trước đây thì thực ra mà nói là cứ hàng ngày là cái mùi ôi thối nó bốc lên rất là kinh. Bà con nhân dân thậm chí ruộng gần là không dám đi làm. Thế nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của thị trấn, của huyện nữa. Bây giờ nó chỉ còn một ít thôi. Mà bây giờ là cái hàng ngày là xử lý cái mùi thì cái mùi nó không còn nữa. Đối với thị trấn thì chúng tôi cũng đã tập trung rất là cao trong công tác chỉ đạo cũng như là tổ chức thực hiện việc xử lý lượng rác thải tồn lưu tại bãi rác thải của thị trấn. Và cái lượng rác còn lại thì trong cái thời gian tới đây thì chúng tôi cũng đang tập trung tiếp tục để thực hiện các cái thủ tục và triển khai và xử lý cái lượng rác còn lại. Hướng dẫn thị trấn Vôi thực hiện cái nhiệm vụ xử lý được cái lượng rác tồn. Thì trong năm 2024, Ủy ban thị trấn Vôi cũng đã chủ động tích cực xây dựng phương án và đến nay thì cũng đã xử lý được cơ bản lượng rác thải phát sinh. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành với thị trấn Vôi để hướng dẫn thị trấn Vôi xử lý triệt để lượng rác tồn lưu. Lượng lớn rác thải sinh hoạt tồn lưu đã từng bước được xử lý bằng nhiều giải pháp hữu hiệu theo quy trình bảo đảm vệ sinh môi trường. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các địa phương trong việc quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn lưu tại các khu điểm xử lý rác thải tập trung.